mẫu xe Honda Breeze 2023, SUV cỡ C được phát triển từ CRV, chính thức bán ra thị trường. Tại thị trường Trung Quốc, Honda Breeze 2023 có tổng cộng 7 phiên bản với giá bán dao động từ 185.900, 249.900 nhân dân tệ, khoảng 627-843 triệu đồng. Vào hôm 23 tháng 12 năm 2022 vừa qua, liên doanh GAC Honda đã chính thức tung phiên bản mới của mẫu xe Breeze ra thị trường Trung Quốc. Tương tự trước đây, Honda Breeze 2023 cũng là anh em song sinh của CRV. Tuy nhiên, khác với Breeze, CRV ở thị trường Trung Quốc do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất và phân phối. Tại thị trường tỷ dân này, Honda Breeze 2023 có tổng cộng 7 phiên bản với giá bán dao động từ 185.900, 249.900 nhân dân tệ khoảng 627, 843 triệu đồng. Như vậy, mẫu xe này có giá bán giống hệt với người anh em Honda CZ-V 2023 đã ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 9 năm nay. Tuy dùng chung cơ sở gầm bệ, nhưng Honda Breeze 2023 có thiết kế ngoại thất không hoàn toàn giống với CRV thế hệ mới. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế đầu xe và phía sau của Honda Breeze mới. Trên đầu xe, mẫu SUV cỡ C này được trang bị cụm đèn sắc xảo, tích hợp dài đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, lưới tản nhiệt của xe được thiết kế hẹp và nẹp mạng chrome trên đỉnh tạo cảm giác nối liền với dải đèn led ở hai bên. bên dưới là hốc gió trung tâm hình bát giác khá rộng, được chia đôi bằng nẹp nằm ngang lắp biển số trước. ngoài ra, xe còn có khe gió hình chữ C, trang trí bằng viền màu đen ở hai góc cản trước. trái với đầu xe, thiết kế bên sườn của Honda Breeze 2023 khá giống xe thế hệ mới, thể hiện qua đường dập gân, đường chân kính, gương chiếu hậu và hốc bánh. tất nhiên mẫu xe này sẽ dùng vành la răng khác biệt so với Honda CRV 2023. Đằng sau, Honda Breeze 2023 được trang bị đèn hậu LED, nằm ngang thay vì hình chữ L ôm lấy kính chắn gió, như CRV mới. Nằm giữa hai đèn hậu là nẹp màu đen bóng, tích hợp logo của hãng Honda. Thêm vào đó là cản sau mới, tích hợp đèn phản quang nằm dọc và hai đầu ống xả giả mạ chrome. Điểm nhấn tiếp theo trong thiết kế ngoại thất của Honda Breeze 2023 là màu sơn xanh Silver Mid Green mới. Đây là lần đầu tiên xe có màu sơn xanh này, nhắm đến những đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Không chỉ thiết kế, mà ngay cả kích thước của Honda Breeze 2023 cũng khác với CRV thế hệ mới. Theo hãng Honda, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.716mm, chiều rộng 1.866mm, chiều cao 1681 1691 mm cùng chiều dài cơ sở 2.701mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 82 mm, rộng hơn 11 mm, cao hơn 2 đến 12 mm và chiều dài cơ sở tăng 41 mm. Ngoài ra, xe còn dài hơn 22 mm so với Honda CZ-V 2023. Kích thước trên mang đến không gian nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ cho mẫu SUV cỡ C này. Tiến vào bên trong Honda Breeze 2023, người dùng sẽ có cảm giác quen thuộc vì mẫu xe này dùng chung nội thất với CRV thế hệ mới. Có thể thấy Honda Breeze 2023 sở hữu bằng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi, và cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp lô, đi kèm tấm lưới tổ ong giống với CRV. Bên cạnh đó là màn hình hiển thị thông tin kính lái hát, điều hòa tự động hai vùng, sưởi trên thông hơi ghế trước, sưởi ghế sau, sưởi vô lăng, xà không dây, khóa dạng thẻ từ, cảm biến đá cốp, tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Tuy nhiên, xe chưa hỗ trợ Apple CarPlay. Một thay đổi đáng chú ý nữa của mẫu SUV cỡ C này là 10 túi khí tiêu chuẩn cùng gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360 mới, với nhiều tính năng như bảo vệ thông minh tránh va chạm, cảnh báo va chạm ở giao lộ, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường thông minh và hỗ trợ ôm cua. Nằm bên dưới nắp capo của Honda Breeze 2023 là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 243 nm không khác gì CGV. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian. Dự kiến, trong thời gian tới, Honda Breeze 2023 sẽ được bổ sung cả phiên bản Hybrid và Plug-in Hybrid. Đáng tiếc là mẫu SUV cỡ xe Honda Breeze 2023 chỉ bán riêng cho thị trường Trung Quốc. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.